Chào các bạn, hôm nay mình đã khỏe bệnh hơn rồi. Đố biết đang làm gì đây không? Hãy xem hết video này để có kết quả nhé. Là đi học đó, mà không biết học cái gì ta? Xuống ở dưới thị trấn lận. Đây là nước mía của anh kia tặng cho mình nè. Nhìn vẻ bề ngoài thì rất là dễ thương, không biết uống vào thì có ngon không nhỉ? Hãy cùng mình thử xem nha. Khúc này là đang uống lén, nhớ có thể đang nhìn, ngại quá đi. Ôi trời ơi, mắc cười ghê luôn. Công nhận nước mía này ngon thật, uống vào là men say, tìm đắm trong giấc ngủ. Còn cho thêm 2 viên kẹo nữa đi. Quyển vở của mình mới mua, dễ thương quá trời. Cho các bạn thấy ghi gì đây nha. Trường thì ghi YouTuber, lớp thì không biết, môn học thì hoàng tattoo, năm học là không, môn học là chính trị, còn năm học là 2022, mình ghi tầm 7 á. Trời ơi, đi học mà không có ghi cái gì luôn nè, trống cho mà. Đó, ghi toàn tiếng Anh không, ai biết đọc không? Cầm có một quyển sách thôi, không biết học cái gì đây, học tào lao. Trên đường đi học về, mình mua 4 gói mì tôm để ăn trưa. Không có xe nên phải đi bộ nè. Và đây là bữa trưa của mình. Mời các bạn ăn cùng nha. Chảy nước miếng. Coi nước của nó nè. Hấp thụ nước xem thế nào nhỉ. Nóng sao mà nóng. Ăn thử miếng mì tôm xem nào. Wow, sợi mì rất dai, càng ăn là càng nghiền. Ăn xong, bữa chiều tiếp tục đi học, mà buồn ngủ quá nên nằm ngủ một lát nè. 4 giờ chiều là đi học về rồi, thèm mì tôm quá nên mình đã ăn sống. Hái thêm miếng non, chấm với muối. Wow, thật là tuyệt vời. Cắn một miếng. Đã cái nư thiệt á. Bà cháu đang hái cau, bữa nay cau rẻ lắm, có 5.000 một ký à. Tại vì đi học ở dưới thị trấn xa nhà nên mình phải ngủ lại. Buổi tối mình với bạn đây đi dạo. Ở đây tuy ánh đèn rất là ít nhưng rất đẹp. Trời hôm nay mát lắm, rất thích hợp để đi ra ngoài. Thật là mát mẻ. Có ai rảnh không? Đi cùng hai tụi mình nè. Hiện tại hai đứa đang ở quán cà phê để đi mua trà sữa. Một ly như này người ta bán 15.000, bên trong có thạch với lại kem flan nữa. Đá thì bỏ riêng. Ăn chỗ nào không ăn mà đi chỗ tới thui à. Trời đất ơi. Hôm nay là sáng thứ bảy không học nên mình sẽ quyết định về nhà đeo khẩu trang chuẩn bị về thôi. Đuổi cái nón bảo hiểm, cài lại, mang cặp sách, đứng dậy và đi thôi. Nghe tới về là thích thú lắm. Bye bye các bạn nha, mình đi về đây. Mình với bạn đây đi chung xe nè. Bye bye con chó thân yêu nha. Trời ơi, thằng nhỏ này thấy hai đứa gì, nó buồn sao buồn. Mình mua một hộp cơm để về ăn trưa, ăn ở nhà cho ngon. Bầu trời hôm nay rất mát, không có nóng. Này là khu du lịch mới ở chỗ mình, bữa nào mình sẽ quay cho các bạn coi nha. He he, vui quá đi. Tới nhà là 12 giờ trưa, đói quá, ăn cơm đã. Hộp cơm mua hồi nãy 20.000 đó, nhìn ngon ghê. Ăn quá trời là ngon miệng. Ăn xong ngủ một giấc tới chiều. Bà đi xin lửa nhà mình để chuẩn bị nấu cơm tối. Thương bà quá. Ở quê mình, nhà nào mà không có máy quạt thì hay đi xin củi như này lắm. Đây là bữa tối của nhà mình. Các bạn biết cái gì không? Cá mặn xào chung với măng. Nhìn vậy thôi chứ ăn vào thì rất nghiền. Tối hôm nay trăng sáng quá nhưng lòng thì cô đơn.
Ước gì mình có người yêu nhỉ? Trời sáng rồi, chào buổi sáng nha. Hôm nay mình sẽ đi bầu cử trưởng thôn ở trong làng. Rất đông đảo, bà con cùng tham gia. Bà cũng đi nè, he he. Người ta phát mỗi người một phiếu để bầu. Phiếu đây, mình sẽ bỏ vào cái thùng nha. Bỏ phiếu xong rồi, giờ đang nghỉ lao để chờ kết quả. Chị này dễ thương ghê, thế mình cứ hello hello. Này là thịt heo, để chuẩn bị liên hoan cho cuộc bầu cử. Còn phía bên này là rau đu đủ với lại rau ranh. Tự hơi ở nhà chứ không có mua đâu. Bên đây thì bà con đang nấu đồ ăn, nấu cơm, nấu nước, nấu canh. Nồi canh, bự chả bá luôn. Sau một hồi nghỉ lao thì cũng có kết quả. Và đây là trưởng thôn làng mình đang phát biểu để chuẩn bị nhận chức. Chúng ta hãy cùng cho một tràng vỗ tay cho trưởng thôn nha. Bà con đang tụ tập ăn thịt heo để chúc mừng cho trưởng thôn mới. Mỗi người cầm thêm một cái chén để chuẩn bị ăn mừng. Có người cầm tô, cầm thau. Và đây là bữa cơm ăn mừng lễ bầu cử trưởng thôn mới. Có thịt heo với lại canh đu đủ. Mời tất cả các bạn ăn cùng mình nha. Có người ăn bóc, người ăn chén. Ở đây khổ lắm các bạn à. Có đồ ăn như vậy là ngon lắm rồi. Ba mẹ mình mới đi thị trấn về, được người ta cho rất là nhiều đồ. Video mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.